là thì gì đây? Future Perfect Continuous. Thầy ôm luôn ba cái thì Perfect Continuous vào trong một cái góc độ này để các em hình dung như này. Lúc đấy mình nhìn độ đầu tiên là Present Perfect Continuous, rồi vừa rồi là Past Perfect Continuous, và bây giờ là gì? Future Perfect Continuous. Đấy, các em hình dung được không nào? Thì sẽ nhìn nó Present Perfect Continuous từ việc xảy ra từ qua hiện tại, đúng không nào? Rồi Past Perfect Continuous là việc xảy ra từ quá khứ kéo dài tới hành động thứ hai xảy ra, và tới bây giờ là Future Perfect Continuous Tense thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Tiếng Việt mình như thế. Ta bắt đầu vô khảo sát ôn tập lại bài này. Trên bảng các em cũng thấy đến past quá khứ, present hiện tại và future tương lai. Các em nhìn thấy không nào? Trên sơ đồ thầy ghi đó, quá khứ, một việc xảy ra quá khứ này kéo dài suốt tới hiện tại, tới tương lai. Cái tương lai đó các em, future, hành động thứ hai xảy ra. Đó, tương lai. Các em nhìn được thí dụ ở trong động từ to wait, chờ đợi. You will have been waiting for more than 2 hours when her plan finally arrived. Will have been waiting. Bạn sẽ đang chờ đợi for more than 2 hours, 2 tiếng đồng hồ, khi máy bay của cô ấy cuối cùng đến. Nghĩa là cuối cùng khi máy bay của cô ấy sẽ đến đấy. Lúc đó bạn gì? Bạn sẽ đang chờ đợi suốt trong đời đó được 2 tiếng đồng hồ rồi. Ở tương lai đấy. Đó là mình nói về tương lai. Khi máy bay cô đến ngày mai, ngày mốt giờ. Thì khi mà cô ấy đến ấy, thì trước đó em đã chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Và như thế đấy kèm. Còn gì? Will you have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrived? Cũng thế kèm. Câu hỏi. Bạn sẽ đang chờ đợi 2 tiếng đồng hồ khi mà máy bay của cô ấy cuối cùng đến, phải không? Khi máy bay của cô đến thì lúc đó bạn đã sẽ chờ đợi được 2 tiếng đồng hồ liên tiếp rồi, phải không? Hoặc câu phủ định, you will not have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrived. Xác định, nghi vấn và phủ định nha các em. Vậy ta khảo sát thêm cái hình thức của nó để cùng với các em ôn tập lại. Ta bắt đầu tiếp tục các em nhé. Ở hình thức câu xác định affirmative thì em lấy chủ từ cộng một chữ will cho các em, cho tất cả các chủ từ. Sau là have, động từ have phải thì nguyên mẫu cho nhé, không chỉ một cái have thôi. Rồi been cộng động từ thêm bên đằng sau. Các em khi có trợ động từ will đi đầu thì động từ đằng sau cứ nguyên mẫu. Rồi will have, been cộng động từ thêm bên. Tương lai hoàn thành tiếp diễn. Các chủ từ đều dùng như thế, tất cả chủ từ I, we, you, they, he, she tất cả đều dùng hình thức đó đấy. Will have, been cộng động từ thêm bên đằng sau. Tương lai hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, when you come back here next month. Khi bạn trở về ở đây tháng tới. I will have been traveling around the world for a week. Thì tôi sẽ have been traveling, tôi sẽ đang du lịch around the world, vòng quanh thế giới for a week được 1 tuần rồi. Nghĩa là tháng tới mà khi bạn về đây, lúc đó tôi sẽ đang du lịch vòng quanh thế giới được 1 tuần rồi. Về đây bạn tháng tới, lúc đó khi mà thế tới về đây này thì trước khi đó là tôi đã du lịch được 1 tuần rồi. Ok. Hành động xảy ra trước, hành động khác ở tương lai. Ok. Còn gì nào? He will have been studying. Ông ấy sẽ đang học for 7 years, được 7 năm when he get his degree. Khi ông ấy đã đạt được cái trình độ đó, có được cái bằng cấp đó, he get his degree. Thì lúc đó ông này sẽ đang học được 7 năm liên tiếp. Vậy khi ông đạt được bước đó đó cha, thì ông đạt được chúng ta học được 7 năm liên tiếp tới lúc đấy. Đó là kèm. Đó là kiểu hình thức xác định của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Đây, diễn tả một hành động ở tương lai mà cái nào xảy ra trước và cái nào xảy ra sau. Đó là kèm. Đó như thế kèm nhé. Vậy cái nào xảy ra trước, liên tục xảy ra trước đó, ta dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Cái nào xảy ra sau, ta dùng thì hiện tại đơn. Để kèm nhớ nhé. Thế câu xác định, hình thức xác định.